Cháu phòng ông đây, cháu phòng ông đây, cháu phòng ông đây. Có ghế chưa? Ghế 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 chưa? Ghế chưa? Mua 1 tặng 6. Đẹp vậy? Trời. Dòng người vội vàng lướt qua. Lướt gì? Đó bụng quá nè. Có một thanh niên lướt qua nhưng mà thanh niên đứng xa bụng. Lần trước anh em mình đi về miền Tây đó cũng có quay một số món ăn, nhưng mà do mình không có rành địa bàn ấy, nên anh em mình cũng chưa có quay được ăn cái món chính gốc của miền đi Tây. Đi vội quá đúng không? Đi vội quá. Giờ nên lâu ngày không ăn món miền Tây rồi giờ thèm quá. Thôi vậy để mở đầu cho series miền Tây nhưng mà mình quay tại thành phố trước. Ok. Rồi anh sẽ giới thiệu em một quán hủ tiếu này ở Sóc Trăng. Hủ có tên gì? Là hủ tiếu Sa Đéc. À. Oh, hay á. Sao? Sa Đéc Sóc Trăng hay á. Này này. Sa Đéc Sóc Trăng mà. Ở Đồng Tháp có tiên. Làng hoa Sa Đéc. Kiến thức và địa lý thì bị mai một rồi. À, ăn nhiều quá. Tặng anh 6 tô thôi. Ôi. Đây là 6 luôn cả nhà. Rồi đi. Trời ơi. Hello cho mọi cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phân Đi Hùng đây. Hôm nay nha cả nhà, mình sẽ giới thiệu cả nhà một món ăn miền Tây. Các bạn không cần phải đi về miền Tây đâu, đó chính là hủ tiếu tươi Sa Đéc Kỳ Liên. À, địa chỉ là 258 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3 nha. Và sao là có tới chương trình mua 1 tặng 6 luôn ha. Mua 1 tặng 6 á, nhiều bạn sẽ nghĩ là cái gì? Mua 1 mình sẽ được tặng 6 loại topping hay là gì đó. Nhưng mà không, mua 1 tô được tặng 6 tô luôn. Ghê vậy? Vậy anh dồn cho 1 tô cho em ăn cùng lúc được không? Thôi đi, chi tiết sau rồi vô quán okay. Đi người ta sẽ giải thích cho. Vô quán nào. Let's go. Sa Đéc ở Đồng Tháp nha cả nhà. Quay cái bảng nữa. Hủ tiếu tôi Sa Đéc. Hành tráng quá ha. Hành tráng. Dạ chào chị nha. Ôi nhìn đồ ăn nè cả nhà ơi. Mới vào đã thấy bắt mắt rồi. Thì chị ơi, quán mình là hoạt động được bao lâu rồi chị? Tết năm ngoái tới giờ. Dạ. Em nghe cái hủ tiếu Sa Đéc này em nhớ đến một cái quán ở dưới Sa Đéc luôn. Đó là hủ tiếu Sa Đéc Bà Sẩm. Đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà em không biết là mình có ở gần đó không? À, nhà chị thì cũng ở gần đó. Ồ. Sa Đéc nó cũng bé thì là. Dạ. Mình ở khu vực đó. Ồ, vậy là chị cũng biết bà Sẩm luôn. Chị ăn hủ tiếu Bà Sẩm từ bé mà. Ồ. Nay chị bán hủ tiếu Sa Đéc ở Sài Gòn luôn cả nhà ơi. Bên mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? À, quán mở cửa từ 7 giờ tới 10 giờ đêm. 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Dạ. Một tuần mình bán xuyên suốt luôn ha. À đúng rồi. Dạ. Cho cả nhà coi đồ ăn nè. Ồ, tôm tươi nha. Rồi, ủi cực cười to to không à. Đây là tóp mỡ nè. Rồi, cái này là hành phi. Tỏi phi. Tỏi phi. À, đây có sườn, có thịt rồi này kia. Bao tử nữa nè. Nếu mà như vậy thì em nghĩ bên mình sẽ có mấy món khô đúng không ạ? Dạ, mình ở đây mình có khô và nước. Dạ, khô và nước ha. Nhìn thấy cái thẻ này mình mới nhớ cả nhà. Thì em thấy đằng trước quán á có ghi một cái bảng rất là to mua 1 tặng 6. Chị có thể giải thích cho em cái này được không? À, như thế này ha. Ví dụ như ngày hôm nay em đến đây ăn thì mình sẽ ghi vô đây là cái ngày hôm nay. Dạ. Và cái phần này thì em phải trả tiền. Dạ. Và bắt đầu từ ngày mai em sẽ được ăn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày. Là mình không có được dòm ăn một lần đúng không? Đúng rồi, mình không được ăn dòm ăn một lần mà mình phải đến quán ăn. À. Chứ không có áp dụng cho mang về. Là mỗi ngày mình được ăn một tô. Đúng rồi. Có trả tiền không chị? Dạ không trả tiền, hoàn toàn miễn phí. Trời ơi, quán chơi lớn quá vậy. Trời ơi, cả nhà nghĩ đi nha. Ví dụ như mình ăn một tô đầu tiên 65 ngàn. Ví dụ ngày nào mình đi làm đi, mình hay đi làm ngang cung đường này, thì mình cứ ghé quán là mình được ăn miễn phí 6 ngày liên tục. Tính sơ là một tô vậy chi là khoảng mười mấy ngàn thôi.
À mà chia cho. Thế là mình lấy 65 ngàn. À. Mình chia. Rồi quán chơi chơi như. Ấy lộn. Xin lỗi. Quán chương trình khuyến mãi như vậy là quá quá là lớn luôn á cả nhà. Mình làm vậy chị có sợ bị lỗ không? À nói chung là tại vì chị muốn cách biết đến sợi hủ tiếu Sa Đéc. Và chị chấp nhận cái chuyện lỗ đó. Dạ chứ em nghĩ là lỗ chắc luôn á. Nếu mà khách người ta quay lại ăn vậy là lỗ chắc luôn. Chị ở đây mình bán qua các app nào vậy chị? Chị bán Grab nè, Loship nè, Shopee nè. Nói chung là có bao nhiêu app thì cứ search với tên gì chị? Hủ tiếu tươi sáng gì liên. Và các bạn nhớ kỹ nha, là chương trình áp dụng mua 1 tặng 6 chỉ áp dụng ăn tại quán. Đúng rồi, chị còn, áp dụng tại quán. Không có áp dụng là mình mua mang về. Dạ, đó, dạ các bạn không áp dụng qua app. Dạ, không áp dụng qua app. Nhưng mà chị bên mình là mình bán các loại hủ tiếu nào vậy chị? Ồ. Ở đây chị xài cái loại hủ tiếu tầm to như thế này. Ui. Dạ đúng rồi, à. Em có một lần em ăn hủ tiếu Sa Đéc. Khi mà em đến Bà Sẩm thì họ cũng sử dụng hủ tiếu tầm to này. Dạ, cái này mình vận chuyển từ đó lên luôn. À, đúng rồi, thí dụ như mỗi ngày, thí dụ như mà chị bán hết khoảng độ 5kg thì ở dưới quê sẽ gửi lên cho chị. À. Chị bên mình có cái menu không? Đây, à. Chị. Đây là một tô bình thường. À. À, mình có thể ăn sườn non thì hoặc là ăn lòng. Dạ. Hoặc là thịt nạc tông hoặc là quỳnh thánh. À. À, còn tô đặc biệt thì nó sẽ gồm tất cả những cái loại này và có thêm tôm. Đó. Và bên đây là mức giá nha cả đúng nhà. Rồi. Có nghĩa là tô thường á không phải là được cộng hết bốn món này. Đúng rồi. Nhưng mà tô thường sườn non hoặc là tô thường lòng, tô đặc biệt có tô em bé nữa nè. Và món ăn thêm. Trà đá thì miễn phí. Miễn phí trà đá ha. Mình nghĩ sườn chắc là cái miếng này nè. Đó. Ôi, nồi nước lèo. Sao mà mình bỏ qua cái nồi nước lèo hấp dẫn như vậy được. Cái chị ơi. Nước lèo này nghe có mùi tôm. Mực. Hai thanh niên mỗi người một suy nghĩ. Đúng rồi. À, em còn nghe mùi gì nữa? Mùi củ cải. Củ cải trắng. Cái này là em nhìn thấy chứ không phải em nha. Dạ dạ. Ở nhà ơi. Đâu rồi? Ngồi lên nào. Đó. Ồ. Mới đầu mình nhìn mình tưởng nguyên một con tôm luôn á. Nhưng mà này chị nấu với vỏ tôm cả nhà ơi. Đặc nước lèo này thì chị cũng dùng những cái nguyên liệu giống như ở dưới quê thôi. Dưới quê. Mực và tôm khô. À, wow. Tôm tươi thì nó sẽ làm cho cái mùi nó dậy hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh á, em thật sự em chưa thấy ai nấu nước lèo cũng vỏ tôm khô, vỏ tôm luôn á cả nhà. Nhưng mà quán này thì quá đặc biệt rồi. Chị chia sẻ như vậy chị có sợ lộ bí quyết à? Cái bí quyết của mình không? Không em, khi mà em tới Sa Đéc thì quán nào nó cũng giống như vậy. À, vậy là đây là một nét đặc trưng ở Sa Đéc. Còn khi mà mình ăn thì nó mỗi vị nó khác nhau và mỗi quán nó sẽ có bí quyết khác nhau. Đây là đang là một phần mang về. Phần này khách gọi phần gì chị? Khách gọi một phần khô thịt nạc không. À, khô thịt nạc không. Cái sợi hủ tiếu Sa Đéc á, thì cái điểm đặc biệt đó là nó sẽ dài hả? Dạ nó dai cô. Dai cô. Cô nhìn thấy không? Nó to nè. Nó to hơn. Để cho ăn thử nó như quê, nó với hậu giang. Dạ. Nè ăn khô là trộn trong đây nè anh Lộc ơi. Ồ, lạ quá ha. Gấp gấp. Là chủ quán đây. Đâu? Con là YouTuber. Chủ quán là chị này nè. Dạ. Con là YouTuber. Dạ. Nhưng mà kênh của con là ăn cái tô khổng lồ á, không biết cô coi chưa? Ôi trời, cô có coi luôn. Dạ dạ. Này đến đây ăn tô khổng lồ luôn coi. Nhìn hấp dẫn quá. Dạ. Cô sẽ được tích dấu ngày mai tới ăn tí. Mai cô bận thì ngày mốt cô tới cũng vẫn được miễn phí. Miễn phí một tới 6 lần lượt. Nhưng mà nãy giờ mình để ý thấy cái này là cả nhà. Ủa không biết cái gì đây. Ồ, thanh niên đang mải mê rồi. Để mình thử nha. Dạ không. Chỉ cần đi không. Wow. Sẽ thành niên hùng với mình này. Ơi, hấp dẫn đấy. Này là hủ tiếu sườn nước đúng không em? Cái này là mình để mình nước. Cái này là khách. À tức là cái nước khi nào hết thì chị sẽ trụng vậy đó. Chị sẽ nấu sẽ luộc nó. Rồi khi nào mà ăn á thì chị sẽ cắt một những cái phần nhỏ thôi. À. Thấy mình trùng cũng lâu quá ha. Vậy đi. À. Tại nó sợ nó cứng á, chắc á. Dai. Đây là quán đang làm một phần khô với lại một phần nước.
Chị ở đây nó khách mà muốn ăn thêm hủ tiếu á, mình có gọi bán thêm không? Có chứ em. Một phần bao nhiêu chị? À, một phần hủ tiếu thêm như vậy được xả 10 ngàn. 10 ngàn. À, thí dụ như em vô mà em biết mình ăn hủ tiếu nhiều thì em dặn chị, thì chị vẫn làm hủ tiếu nhiều cho em. Không tính tiền thêm. Không tính tiền thêm. Ok. Thịt băm. Wow. Wow. Thơm quá ha. Thịt băm này thì hãy nhắc tới ai không? Phân đi hàng. Ghé quán ăn nè em gái. Kể ra kìa. Cái này là sốt cà chua. Dạ. Thêm đúng hả? Đó, nguyên tảng xuồng luôn hả anh Lộc? Cái này là khách ăn khô gì vậy chị? À, ăn khô đặc biệt đó em. Khô đặc biệt. Vậy là nếu mà ai ăn phần đặc biệt là sẽ có thêm hoành thánh. Đúng rồi, hoành thánh và tôm. Dạ. Nhưng mà mình bây giờ mình mới gói luôn á hả? Đúng rồi. Rồi. Tôi ý vậy? Tại vì nhiều khi nó hơi lâu hơn những cái quán khác chút xíu. Dạ. Tại vì mọi thứ chị làm tươi nên chị tiếp tục nó lâu. Dạ dạ. Đây là tỏi hả chị? Đúng rồi, tỏi phi. Tỏi phi. Thơm quá. Rửa cái cọt đẹp nha. Cọt ở đây cũng cắt ra rồi. Tươi lắm cả nhà. Độ lắm. Mà thấy là to. 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 Trời ơi. Hoành thánh mà như sủi cảo rồi. Tiền nhà của đó. Nhưng mà chưa kể là đây có chương trình mua 1 tặng 6 nữa. Ừ. Thì phải phi tới thôi. Đó, thấy bạn đỏ đỏ đó đó. Wow. Đây nè. Đó, nước lèo đậm mùi tôm khô luôn. Cẩn thận nha em. Thấy bé này nhỏ nhỏ bê cũng sợ. Chị nấu cho khách rồi giờ tới mình đi. Mình có món nước, có món khô. Nhưng mà mình thấy cái món khô đặc biệt quá cả nhà ơi. Cho nên hôm nay mình phải thử sức với món khô thôi. Thường ăn là mình ăn trong cái dĩa bên chị đúng không? Hôm nay em có cái dĩa này nè. Rồi hôm nay nhờ chị làm giùm em. Chị lớn không ta? 6 phần luôn đi, 6 phần luôn đi, 6 phần luôn đi. Trời ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Mua 1 tặng 6. Mua 1 tặng 6 là làm 6 phần vô một dĩa. 6 phần hủ tiếu. À rồi. Ê, một khoan nha. Nhưng mà 6 phần hủ tiếu, 4 phần đồ ăn thôi. Ok không? Thế là tôi muốn là mua 1 tặng 6 là em ăn 6 phần hủ tiếu. Đúng rồi. Để coi uống được 6 phần hủ tiếu như thế nào á. Dạ dạ. Đợi chị chung giùm em 6 phần hủ tiếu với 4 phần đồ ăn. Đồ ăn nào ta? Ha. À, ở đây với cả nhà là có 4 món luôn nè. Thì thôi em quốc 4 cái luôn đi. Một phần đồ ăn sườn non, một phần lòng, một phần thịt nạc, một phần hoành thánh. Dạ. 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 Anh đi này quay. Quá. Mém xíu đụng máy quay rồi. Ồ. Oh. Cái này là mấy phần rồi em? 4 phần rồi. Nhưng mà chị ơi, chị lấy 4 phần bình thường thôi nha. Chị đừng có lấy 4 phần mà kiểu như khách ăn nhiều hủ tiếu. Chết em luôn á. Ở đây có một cái điểm đặc biệt á là trụng á sẽ hơi lâu một xíu. Tại cái cọng nó to. Dạ. Cọng nó to mà nó dai nữa. Dạ. Hôm nào mà trời nắng á là phải trụng nó càng lâu. Dạ. Sao vậy chị? Tại vì người ta phơi một nắng á. À. À, hủ tiếu nó sẽ rất là dai. À, ý là lúc mà phơi á thì tùy vào nắng nữa ha. Wow, sợ hủ tiếu này nó còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. Trời ơi, 6 phần hủ tiếu rồi cả nhà ơi. Còn hả? Còn nữa hả? Còn. Oh. Cần á. Đi rồi. Đã khách đợi á. Được rồi. Wow. Rồi, tiếp theo là tới thịt bằm. À, chị làm hoành thánh luôn rồi. À. Chùm luôn. Đó, hoành thánh từ nhà làm luôn, làm tại chỗ luôn á cả nhà. Ây chà. Đây mình nghĩ đúng là một cái điểm nhấn. Ô, nước sốt trong quá anh ha. Thấy không? Nhìn xuyên qua thấy nó thịt với hủ tiếu luôn. Nước sốt cà chua. À. Em rồi xung quanh mình để rau đúng không em?
Đây, toàn đủ rồi. Đủ 6 phần. Toàn thật rồi cả nhà ơi. Mấy cục này hả? 6 phần thì nó phải có cái độ nhiều của 6 phần thôi anh Lộc. Những cái cộng nó như là phở. Phở. Tròn. Em biết ý nghĩa gì không? Bạn làm 42 em biết ý nghĩa gì không? 6. Thì mua 1 tặng 6 á. Sao không chọn lên 1 lần? Mời anh á. Mời anh 2 phần á. Đây là giống như ở Đà Lạt vậy á. Nhưng mà mình... Phải anh ơi, chà, anh đây này. Anh đây này. Này là gồm sườn với lại riêng. Còn một phần thịt nè, một phần hành thánh nữa. Một phần hành thánh thì mấy viên vậy em? 5 viên. Em là sinh viên hả? Trường nào? Chị làm có 4 viên à. Lấy một viên ở trong lên nữa đi. Đây, còn thịt nạc nữa nha. Họ lấy hết luôn em. Ủa vậy cái chương trình khuyến mãi này mình áp dụng tới khi nào chị? Có nghĩa là chị phát nó cái cặp này thôi. Phải. Hết cặp này là hết áp dụng nha cả nhà. Ok, dạ dạ. Không, nếu mà em ăn một tô em không ngán đâu chị ơi. Wow. Đó, đây là 2 tô nước của mình. Hấp dẫn quá. Mình mãi này nhiều quá, lát có bắt buộc phải hút hết nước không mình? Cái gì? Lát rồi tính. Em thấy hơi nhiều đấy. Rồi. Thôi để em cầm dĩa này phụ chị cho. Đó, để bé bê cũng dễ. Ok. Lên lầu luôn em, để giới thiệu cái phần vàng trên lầu. À, lưu ý đây nha cả nhà, nếu mà ai đến ăn là sẽ chạy thẳng xe vào trong. Đúng rồi. Đó, mình để xe ở bên trong nha. Cái vậy cho. Trời ơi, em đi lên đó mà cái đồ ăn nó phà hơi lại ngược vào em á. Đây, con về đây. Wow. Cái loại nước tương này. Đây là nước tương đặc trưng của hủ tiếu ở Sa Đéc. Dạ. À, tức là em đến quán nào mà phải có nước tương này. Nếu mà em dùng cái vị mà em ăn nước tương tam thái tử á thì nó sẽ có hột chua. Nó sẽ ngon mà. Dạ dạ. Ok, lát em sẽ dùng nước tương này ha. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Chúc em ngon miệng nhé. Dạ. Ôi nhiều. Rồi, miếng sườn đâu rồi chị ơi? Cái này không, cái tô chị chắc đựng không vừa rồi. Cái tô này thì nó bé quá. Dạ. Thì có tô này à, tặng món quà cho em. Tại em bữa trước á nó bí mật tặng cái cục bò viên cho em á chị. Cục bò viên bỏ vô hết cái tô luôn. Thì hôm nay em cũng bí mật tặng cục sườn cho em của em nha. Wow. Trời. Tụi nó dài quá chị. Sao không sao? Không sao đúng không? Được. Đây. Nó sẽ nằm gọn ở đây. Một người ăn thì sao chị? Một người ăn thì cái tắc thở. Tắc thở. Ôi chị vui tính quá. Đấy. Rồi. Cái này mình chan vừa nước thôi chị. Cả nhà, cái này thì là chủ yếu là mình ăn sườn thôi, nhưng mà tại vì miếng sườn nó to quá nên mình xin phép lấy cái tô mình để vô thì để cho Hùng trải nghiệm, chứ nước thì không bắt buộc phải húp hết nha. Đó, mình nói từ đầu luôn để cả nhà hiểu. Rồi. Dạ chị. Đồng, em gì? Có một cách này để cái dĩa nó đỡ bị phai mờ này. Sao? Đẹp vậy? Ủa để em thấy mình bán cái này thôi mà. Đó. Hồi nãy anh đã phát hiện ra đó Hùng. Anh phát hiện ra cái miếng sườn này. Thấy anh thông minh không? Phải thông minh. View ở đây là view nhìn xuống dưới phố đây. Nhưng mà không có cửa mở ra để không có thể quăng miếng sườn xuống được. Nguyễn Hoàng An ơi, pha trả thù như vậy thì ổn không Nguyễn Hoàng An? Nơi dư rồi. 6 phần hủ tiếu. Nhiều quá. Với lại 2 tô và một tảng sườn khổng lồ. Cái kết thì mình sẽ không hứa mình hết. Nhưng mình sẽ cố gắng nha. Nói chứ nãy giờ mình suy nghĩ nhiều quá nên trí óc mình cũng tiêu hao năng lượng quá. Nóng rồi nè. Nên chúc có gì nương nương tay xớt cho anh miếng hủ tiếu đặt năng thử nha. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu.
Vô. Mời cả nhà nha. Trời ơi, sợ hủ tiếu nè. Chụp nãy giờ nhưng mà nó không có bị dính nhau cả nhà. Miếng sườn này nó quá to, nó che hết Phan Huy Hùng. Đây, mình sẽ để đây. Sợ hủ tiếu rất là dẻo dai luôn. Và nó cũng có một chút mềm nhão nhão xíu. Mềm nhão nhão. Không, em nói lột, mềm nhão thì nó dở rồi, mềm nhũng. Mềm nhũng nó cũng giống mềm nhão thôi chứ. Vậy hả? Tôi bắt bẻ nhau hoài rồi. Mềm dẻo em, ví dụ mềm dẻo. Có cả nhà, thơm. Tin mình đi. Ăn một miếng hủ tiếu xong, cả nhà ăn thịt băm vào. Cả nhà thấy sự khác biệt. Cuốn quá ha. Còn nó bắn cái mặt mình luôn. Cảm giác nó dễ nuốt á Hùng. Hút lên là nó vào miệng. Đây, cực. Giờ nó có một cái lớp nước sốt cà chua. Rồi. Trời. Sườn này là sườn non đúng không? Em ăn kiểu người rừng rồi không? Có những cái này giống như là những cái lỗ để mình thổi thổi kèn harmonica. Trong lớp này, trong miếng sườn này nó thấm một lúc nào không? Nó khô rất là rõ rệt luôn rồi. Nhưng mà cái nước này em không cần húp hết nha. Nãy anh đã nói ở dưới rồi. Cái miếng sườn nó quá to đi cả nhà ơi. Nên miếng sườn này nó có phần mỡ rồi. Làm cho mình có một cái độ béo. Nhưng mà em ăn hết cái phần dưới á, là lên phần trên em sẽ đỡ mệt. Tại phần trên là nó xương. Này thật to. Đúng rồi. Ê, em để lên nó bự, nó cảm giác nó che được cái mặt em luôn không? Quá to rồi. Để lên thử không Hùng. Đó cả nhà, che một bên mặt luôn nữa. Ồ, chỉ còn thấy một con mắt thôi. Đúng là... Trời ác quá. Gì? Hồi nãy anh lúc mà em đứng em coi làm á, anh phát hiện ra được cái đó không? Anh cảm thấy trong lòng anh nó kiểu như nó vừa buồn mà vừa vui á. Không? Không, không biết diễn tả làm sao. Buồn vì nhiều khi miếng sườn nó quá bự đi, em ăn có thể là không hết nổi. Nhưng vui vì anh đã làm vui lòng Nguyễn Hoàng An á. Nguyễn Hoàng An ơi, nắm tay. Đập tay chứ, nắm tay thì khoai môn quá. Tại quá mà đánh mất nên anh em chúc tay. Tay Nguyễn Hoàng An cũng chưa có bồ nên không được nắm tay đâu. Rồi em nhận xét cái trong đó nó có cái nước sốt cà chua nữa, em có cảm giác được cái vị đó không? Ừ, giờ anh nhắc em mới để ý nha. Nó làm cho cái miếng hủ tiếu nó trơn lên nó hùng. Ôi ôi coi gần nè, nhiều lắm đấy nha. Trời ơi. Nhưng mà em nói, có một lần em mình có mang hủ tiếu khô xe đép mà cái bên đó cũng có nước sốt nha. Còn em ăn em kết hợp với này nữa nè. Để em review cho nó đầy đủ. Ok. Sau đó em mới tận dụng một cái lợi thế đó. Đó là em sẽ giải phóng được một cái tô đó. Ai à, em hiểu ý anh không? Hồi nãy em nhìn xung quanh không thấy chén á. Hiểu ý anh không? Hiểu chứ. Chung là giờ mình cũng đói cả nhà. Thấy Phan Huy Hùng ăn cái món này hấp dẫn quá. Mua một tặng 6 không phải là Phan Huy Hùng sẽ quay lại đây ăn 6 ngày nữa đâu. Mà với khẩu phần này đâu cả nhà. Mà một tô đặc biệt hoặc là một tô bình thường bên quán á, mình sẽ quay lại 6 ngày liên tiếp nha. Nhắc là các bạn là quay lại 6 ngày liên tiếp. Nếu các bạn bận hay là các bạn bỏ một ngày đó thì coi như là ngày hôm đó mình sẽ tính qua. Mất một ngày. Ngày tiếp. Ví dụ bạn không ăn ngày đó thì bạn sẽ còn 5 ngày đó. Bạn tính đơn giản vậy nè. Bạn thứ hai thì các bạn sẽ có một tuần nữa đi ăn. Các bạn không ăn ngày nào, các bạn mất ngày đó. Đúng rồi, ok. Qua wow, bánh bao tử. Mà bạn này ăn hết ngày hôm nay là bằng cái tuần tăng là còn hả? 6 phần nhưng thanh niên tính là thanh niên gọi 4 phần đồ ăn ở nhà. Nhưng mà thêm miếng sườn này là cũng cắt cả 7-8 phần. Một miếng sườn bên quán bán nhiêu đây vậy? Thanh niên gọi cho mình nhiêu đây? Còn nữa. Mã làm em. Hoàng Thánh. Chấm vô. Nãy anh thấy cái thịt hồng lắm không? Dạ. Mà anh thịt nhiều lắm nha. Đúng là tiền nào của đó rồi. Vị thịt này giống như nó có mùi, có sữa bên trong vậy á. Mộc. Phải không? Mộc không? Anh thử ăn đi. Anh thử ăn một miếng đi, anh sẽ thấy. Nó có giống như có vị sữa bên trong á. Ghê vậy? Ừ. Nhắc tới sữa làm anh phải giật chú. Ủa giật mà run quá quay cả nhà. Trời ơi. Anh đi đây. Miếng sườn vẫn còn rất là khổng lồ rồi Hùng ơi.
thịt nạc bên quán, nếu mà các bạn ăn phần hủ tiếu thịt nạc á thì thịt sẽ cực kỳ nhiều. Nhân tiện đây thì chắc là mình quay ở một quán hủ tiếu Sa Đéc ở miền Tây, thì mình cũng bật mí sơ về cái series miền Tây sắp tới dành cho cả nhà. Đó là series anh em mình càng quét ở đâu không? Cần Thơ. Cần Thơ, gạo trắng nước trong. Các em gái Cần Thơ, các anh trai Cần Thơ ơi, điểm danh đi. Ngày mai luôn á, mình sẽ lên clip đi Cần Thơ nha cả nhà. Cả nhà cùng đón xem nha, với một series luôn. Các bạn thấy không, qua Tết anh em mình đã có những cái thay đổi rất là rõ rệt để tạo những cái màu sắc mới cho clip của anh em mình, cũng như là tạo ra những cố gắng để đi những cái chuyến đi để giới thiệu những cái món ăn cũng như là bản sắc văn hóa ở từng vùng miền á. Thì hãy ủng hộ anh em mình đi các bạn ơi. Anh em mình còn quay clip du lịch nữa à? Đúng rồi, phải share đi, phải share clip và comment nhiệt huyết vào. Nhiều các anh em An Giang hay Cần Thơ đã được lên clip rồi, các anh em An Giang comment An Giang mãi đỉnh để có thể về Long Xuyên. Anh em mình sẽ về Long Xuyên, càng quét khu Long Xuyên đó. Còn nữa, Tết anh lại quên rồi, Đồng Tháp nhớ nha. Đúng rồi. Còn ở Sóc Trăng, Sóc Trăng có địa điểm gì nổi tiếng ta? Sóc Bông Bò ở Bình Phước. Hảo địa lý, hảo địa lý. Anh niên này chắc mai mốt anh nói chuyện với em về địa lý anh phải mang cái atlas đi quá. Cái vị mà sốt cà chua nó không còn nhiều nữa, mà thay vào đó là cái nước nước tương này nè, đậm đà ha, thấy nó đậm giống nhà cả nhà. Nên sốt cà chua không chị chủ chị mới nói là đừng có pha những cái nước tương ngoài, hãy ăn trực tiếp với cái nước tương bên quán đi, thì sẽ cảm nhận được cái hương vị nó trơn tru cũng như là nó toàn vẹn nhất. Mấy bạn Sa Đéc thấy chị cũng nói đúng không? Nếu thấy đúng thì comment nha. Đồng Tháp là số mấy Hùng? 66. 66 mãi đỉnh nha cả nhà, 66 mãi đỉnh. Đồng Tháp còn một món rất là đặc biệt nữa. Đố Hùng là món gì? Hả? Không biết. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đó là sen cả nhà. Và mình có một cái kỷ niệm, đó là mình đã ăn được ăn cái thịt chuột á, thịt chuột ở khu Đồng Tháp. Có một quán, có một quán chuyên làm cái khu chuyên làm thịt chuột luôn Hùng. Đồng Tháp đó là có món thịt chuột, ba mình nói vậy nha. Ba mình là quê ở Long An nhưng mà cũng ba vợ. Rồi ba vợ em á. Cái nước lột, cái nước lèo này nè cả nhà. Mình húp vào á. Anh Niên này. Giờ hay nói lộn nhiều quá. Lâu lâu thôi mà. Cái lướt rồi bao tưởi. bữa cháu lòng nó cháu lộn. Bao tưởi à. Cái nước lèo này nè là bên quán làm vừa thôi cả nhà. Cái này ăn vào á rồi sẽ thấy, đối với cả nhà nó chắc là thấy bình thường, nhưng mà đối với mình á là mình thấy nó hơi lạc. Nếu mà ta Hùng ăn mặn. Nếu mà ăn mặn thêm một xíu thì sẽ rất là ngon. Chung em ăn vừa thôi, em ăn mặn nhiều quá mà ăn số lượng lớn á nó cũng ăn ngon. Mình ăn lạc lạc lại đi tại nhiều phần mà. Khó rồi ăn nha. Hello. Ờ, tim. Wow. Nghị thức luôn đi, nghị thức để giải phóng cái tô đi. Còn lấy quá trời rồi. Cả nhà nhớ kỹ nha, khi các bạn đi tới đây thì cái diện tích ở trước quán á rất là nhỏ, nên các bạn để xe nó sẽ kiểu hạn chế, nên các bạn có thể dành cái không gian ở dưới á, quán hay dành không gian ở dưới để các bạn có thể giữ xe cũng như là chạy trực tiếp vào bên trong quán. Còn mình ăn thì mình lên đây mình ngồi thoải mái đó cả nhà. Cái không gian trên đây rất là rộng rãi, thoải mái. Rồi, mời anh Lộc nha. Ok. Rồi hôm nay mình sẽ cố gắng cả nhà. Anh Lộc biết sao cái cảm giác khi mà em bước lên cái không gian này á, nó có là cái quầy nước vậy đó, khiến cho mình thấy ấm cúng, giống như là đang ở nhà vậy đó. Mình kiểu như thích lái cục cục, nhưng mà lái thì tính tiền. Hồi nãy thì mình cũng thấy không gian đây cũng hơi đông người á, nên mình xin phép là bao hết cái không gian trên vỏ. Thấy anh thông minh không? Bao hết cái không gian trên đây để có một bầu không khí nó tĩnh mịch, mù mịch, để cho thằng em của mình trải nghiệm cái cảm giác là bế tắc. Chứ cái hủ tiếu này, hủ tiếu khô quá cả nhà. Nhưng mà nhìn cái lượng nó nhiều như vậy thì khi mà vào bao tử á, mình hấp nước này kia vào thì nó sẽ nở ra.
Ui, nãy giờ em ăn hủ tiếu không á, cảm giác như là nó cuốn hút em quá hả? Em review thêm sườn đi. Sườn này á thì có miếng thì nó hơi phúc dễ dàng, phúc đồng. Có bạn ngán rồi đó. Cảm giác nó kêu review mà cứ chỉ là có bạn ngán rồi. Em biết được cảm giác cục bột viên chua. Bất ngờ rồi đó. Nói chứ những cái clip về miền Tây á cả nhà, anh em mình rất là tình thương mến thương nhau cả nhà. Tại mình xứ lạ quê người mà, mình cũng đâu dám anh em chơi nhau tới bến này, thằng nào đỡ thằng nào về. Đúng rồi. Bình tĩnh nào. Nhưng mà lúc mà đi đi trên cái thuyền á cả nhà, anh em mình bị một cái sự cố, tâm sự của cả nhà luôn. Là chú lái đò, chú cũng không có kiểu không có lường trước được cái tình huống nó xảy ra. Anh em mình bị đụng vào cái nhà sàn trên sông đó cả nhà. Nguyên con thuyền đụng vô nhà sàn. Nhà bè. Đó, nhà bè. Cái cảnh tượng là khi đụng xong á, ghế trên thuyền đó, nó la liệt hết. Cái chú lái đò chú cũng bị lao vào cái vô lăng luôn. Mình thì mình bị dập cái mạng sườn vô trong cái cạnh trước của cái tàu cả nhà. Cảm giác rất là thốn. Được rồi. Anh nói anh nghe nè, sắp tới á, mấy cái clip đó clip nào cũng đều nhắc đến á, bây giờ anh nhắc trước rồi. Anh nhắc trước để mọi người kiểu như là thấy được cái sự cố đó. Đó. Nhưng mà đó chỉ là sự cố thôi. Nhớ lại mình thấy đó là một cái kỷ niệm đó, đáng nhớ cả nhà. Miền Tây ơi, vui. Hôm nay mình mở đầu cái series Ngày Mà Ăn ở Sài Gòn nha. Chủ yếu nằm dưới á, nên mình không thấy. Vùng Sa Đéc này thì tới Tết tức là sơm tụ Hùng ha. Tết là người ta trồng hoa, trồng đồ để đưa lên thành phố, đưa đi các tỉnh thành. Sa Đéc, làng hoa Sa Đéc. Sao anh thấy nó càng ngâm nó càng to ra không ạ? Em nên vớt ra dĩa đi. Trống rồi nè, trống rồi, em nên vớt ra dĩa đi. Đó, để cho nó luôn. Đấy, trống chảy rồi cả nhà, nhìn nó quay cho nó sáng sủa nè. Hùng ơi, nhân clip này lên cũng gần sinh nhật của thầy Dương á. Hùng có gửi lời chúc cho tới thầy Dương không? Sinh nhật thầy Dương hôm qua. Ấy là 22 thì clip này lên 24 cũng gần mà. Qua chứ. Thì qua rồi, nhưng mà cũng gần ngày sinh nhật mà. Để chúc mừng cameraman của kênh đi nào. Hình của Dương này cả nhà, mình để hình Dương đây. Thì Dương danh là hot teacher. Đẹp trai mà kiểu như sống có tổ chức lắm. Năm nay Dương lên Đà Lạt chỉ có một mình thôi. Và sau đó là có anh Thiên lên chung vui với Dương ở một cảnh tượng chill, hai anh em quay một cái clip. Thì mình biết là trong đó rất là nhiều nỗi tâm sự ở trong đó. Nên năm nay thì bôi trơn cảm xúc như vậy thôi. Năm sau thì chúc Dương sẽ có thêm một nửa của mình. Cố lên Dương ơi. Anh với em Thi coi ai đám cưới trước nha Dương. Hùng, em cười mỉa mai là tụi anh vậy? Em no hết mà. À no hả? Anh tưởng em cười mỉa mai chứ. Em ăn không? Thôi chắc mình cần xíu cho bỏ xin lòng ăn ha. Chắc mình sẽ giúp tiếp cả nhà. A few moments later. Tiếp tục nào. Hoàng Thánh hấp dẫn quá Hùng ơi. Anh ăn cảm giác giống như là cái mùi em nói rồi. Mùi sữa. Cái mùi này nó không giống mùi này là mùi hay. Đậm chất miền Tây luôn cả nhà. The gentleman. Thấy hôm nay lướt TikTok mình toàn thấy những cái tên The gentleman, quý ông á, cuộc thi của các quý ông á. À, Việt Nam á hả? Ừ. Gentleman. Này Hùng nghỉ cũng lâu rồi, lên quay lại nhưng mà đột thử thách này thì căng quá rồi cả nhà ơi. Nên thôi Hùng chắc cái miếng sườn này chắc chắn là không nổi rồi đúng không? Đề ba rồi mà, căng quá. Thì cho em lựa từ dưới lên một nửa hay là từ trên xuống một nửa, em chọn đi. Em cứ chọn. Từ đây. Qua đây. Ok, được. Không? Được. Chọn một nửa rồi cả nhà, đây nó còn nhiều lắm nè. Đó. Ở trên nó thấy nó cảm giác rất là bự luôn. À. Wow. Cuối cùng, Vinh Hùng nó đã fail. Mẹ ấy đã tới rồi. Thất bại là mẹ thành công. A few minutes later. Em mới món ăn được nước chấm á, được ngon nhất.
Để mình thử chấm coi vị nó sẽ như thế nào. Wow. Ồ, Võ Sư Lộc nói bên đây ít thịt nhưng mà thấy bên đây cũng mới không bao giờ vừa đâu. Xé cái miếng nào bên này rồi mang đi. Đỡ phải cầm bằng tay. Đúng rồi hả? Có bị cua vào. Rồi cả nhà ơi, cái này chắc mình xin phép nha. Hết miếng này. Cả nhà ơi, anh Lộc ơi, có thể thứ lỗi cho em chén này không? Thôi. Cái gì thôi vậy? Thôi, bắt em uống luôn, xỉu quá. Giờ mấy người xuống dưới cho chị coi luôn. Nhưng mà tiếc á là em ăn được có nửa miếng sườn à. Sườn nhiều quá, tại cái đó món thêm em ngoài dự kiến của em á nên em không tính được. Thôi giờ em hết rồi nha. Nên bữa sau đừng có hổ báo nữa nha em. Làm gì đâu hổ báo. Kêu sáu phần, kêu sáu phần đồ. Rồi. Hôm nay ăn nhiều lắm cả nha. Thấy cái bao tử khi mà mình ọ lên á, nó nghe lại. Em đang làm cái là hiệu ứng cái bàn tay quay vòng vòng em á. Hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ cho hủ tiếu gì liên. Tại vì có một cái chương trình rất là đặc biệt. Chị ơi, chị đánh dấu cho em cái phiếu đi. Để bữa sau em nó quay lại ăn cái phần giống vậy. Mấy tháng sau luôn á. Đó là hết hẹn. Ăn thử thách thôi, còn mình làm mình ăn lại một tô bình thường thì mình vẫn ăn được. Đúng rồi. Rồi. Thì mình cũng xin nhấn mạnh cái chương trình mua một tặng 6 ở bên quán nha. Cả nhà ăn một tô ngày thứ hai, ví dụ đi, ngày thứ hai cả nhà ăn thì cả nhà sẽ được tặng 6 tô miễn phí liên tục các ngày sau. Liên tục cho ngày thứ 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Nếu như đây là ngày nay là ngày thứ 7 là 23 nè. Đó thì mình sẽ được 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nếu mà 24 ngày không ăn ngày 24 nha thì có nhà cái ngày 25 được miễn phí. Đó. Ai sẽ sưu tầm hết được 6 cái tích đó. Anh em cho anh nè, anh được ăn để đó. Anh để anh chứ em là giờ tháng sau mới gặp lại một đứa sẽ đánh gì để anh rồi. Để anh cho cái bạn này thích ăn thịt bằm à. Anh ra ví dụ như hôm nay mình ăn đưa cho Võ Sư Lộc. Ngày hôm sau anh ăn đưa cho Hằng. Vậy. Ờ nói là Hằng. Ví dụ Hằng đưa cho Nhi. Ờ. Ai cũng được. Đến đây là sẽ được miễn phí đủ 6 tích, 6 tích. Còn về cái món ăn bên quán thì phải nói là bên quán bán quá chất lượng thì món đồ rất là tươi và miếng nào cũng siêu to món đồ. Và đến đây cả nhà có thể ăn món khô thường á. Đặt khô sẽ rất là cực. Cực là món nướng. Ở quán á, khuyến khích người ta ăn món khô để thấy được cái đặc biệt của cái món một cái sa đéc này nha. Quán nói là ngày thì có thể là quán bán số lượng cũng vừa phải thôi nên nhiều khi khách ngồi hai bàn này nè, khách ngồi hai bàn này xong cái khách mới vào là hai bàn này đi thì khách mới vào thì rất là khó để phủ kín các cái bàn ở trên kia nên nhân đây thì các fan Freddy Hùng hãy cho thấy sức mạnh của mình đi, phủ hết cái dãy này trên đây giùm mình đi. Ok, cảm ơn các bạn. Và lấy về những cái voucher để tặng cho người thân cũng như là cho người thân có thể đi trải nghiệm luôn. Và cái món khô á thì mình thích cái nước sốt pha kèm. Có sốt cà chua. Pha ke hả? Pha ke. À pha ke. Và thêm một cái loại nước tô giống như là nó không phải là nước tô hoàn toàn ở nhà mà nó là nước tô đặc biệt ở có một cái chai nước tương luôn gửi từ Sadek lên để cho ăn với hủ tiếu á, nó không có bị chua. Có một số quán họ bán thì họ không có sử dụng nước tương đó thì nó sẽ bị chua hay cảm giác chấm vào rất là đậm đà. Bên cạnh đó cái nhà hãy bắt vào một tích tắc nữa để cho
nước chấm có thêm một chút chua chua, ăn với lại các loại đồ topping ở đây rất là vừa vị luôn. Lần nữa địa chỉ ở đây là số 258 đường Cách Mạng tháng 8, phường 10, quận 3. Có dịp cả nhà hãy ghé qua để trải nghiệm nha, hủ tiếu Sa Đéc Dì Liên. Rồi, để nếu mình có các bạn trên Facebook có nhiều người yêu mới, nếu có những các sự kiện mình đi game hay event thì hãy like cho mình để ủng hộ kênh mình nha. Lên mình sẽ để phần mô tả, mọi người hãy đăng ký cho kênh Bánh Đi Hùng Bánh Lóc Sư Lộc. Sư Lộc và hai đứa con ngắn là Bánh Đi Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Bánh Đi Hùng. Trong thời gian sắp tới thì các bạn có thể làm được cái comment này, mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất. Đây là clip cho các nhà, mình thức nha. Ok, xin chào các bạn nha. Anh Lộc ơi, đây là có cái thẻ lệ nè, hãy mình không đọc ở đây. Đây có một cái thẻ lệ rất là quan trọng ở dưới cuối đó, để áp dụng ăn tại quán, không có mua mang về nha. Rồi, bye bye.